Caravan này được 2 tháng. Bản thân tôi là một nhà doanh nghiệp có lịch sử là cũng ở 30 năm ở nước Nga, cũng mới về Việt Nam. Dự án này gọi là cái dự án xóa đói giảm nghèo cho tất cả mọi người trên thế giới. Và cái cộng đồng tham gia vào Caravan này rất rất lớn. Chào tất cả mọi người, tôi tên là Hải, tôi đến từ Hà Nội. Hôm nay tôi có được mời đến dự buổi tiệc của tân giám đốc Caravan là anh Ngô Mai Trang. Tôi cũng rất là biết ơn anh Long, chị Liên là người đã bảo trợ cho tôi được biết đến cái dự án Caravan này. Tôi mới tham gia vào cái dự án Caravan này được 2 tháng. Bản thân tôi là một nhà doanh nghiệp có lịch sử là cũng ở 30 năm ở nước Nga, cũng mới về Việt Nam lập nghiệp. Thì trong quá trình lập nghiệp ở bên nước Nga cũng như ở Việt Nam thì có những bước rất là thăng trầm. Tôi cũng có những cái thành đạt nhất định trong cái doanh nghiệp của mình, nhưng đều là cái nghề truyền thống. Thì khi được biết đến cái dự án Caravan này thì tôi cảm thấy là một dự án nó rất là nhân văn, giúp đỡ được cho tất cả những cái người nghèo khổ nhất trên tất cả các châu lục trên toàn thế giới, nhất là châu Phi và châu Á. Với một cái gói mà tham gia vào trong Caravan chỉ có 2,6 triệu thôi, nhưng chúng ta có thể là phát triển rất là lớn mạnh. Cái tiềm năng của Caravan rất là lớn, mọi người khi tham gia vào thì được hưởng rất là nhiều quyền lợi trong Caravan. Tôi cũng luôn mong muốn để mọi người được tìm hiểu về Caravan và cũng đồng hành với cả chúng tôi trong cái dự án Caravan này. Thực sự là dự án này nó mang lại rất là nhiều tiềm năng, và cũng như là cái sự phát triển rất nhanh và lớn mạnh của Caravan này. Đây là một dự án rất là tốt. Cụ thể như thế nào đấy thì mọi người phải cùng tôi và cũng như cùng với cả mọi người đi tìm hiểu cái dự án Caravan này. Nếu mọi người chưa tin, chưa biết, chưa hiểu thì tôi cũng mong muốn là mọi người nên tìm hiểu, không nên bỏ lỡ qua một cơ hội này. Cơ hội thì thực sự rằng là nó rất là ít ở cái chỗ là như này, khi mà cơ hội nó qua rất là rõ ràng mà mọi người biết đến, tất cả mọi người đều biết đến, ông bảo vệ, người lao công, người quét rác mà cùng biết đến thì lúc đấy người ta không gọi là cơ hội nữa, mà chúng ta hãy cùng khởi nghiệp với Caravan. Tất nhiên trong cái thời đại 4.0 này, thế kỷ 20-21 này thì thực sự là có rất là nhiều dự án khởi nghiệp, rất nhiều startup. Nhưng tôi dám nói rằng là 100 cái startup khởi nghiệp thì có đến 99 startup là chết ngay từ trong trứng nước. Nhưng riêng dự án Caravan này thì tôi đã tham gia vào và tôi rất là kỳ vọng, cũng giống như mọi người cảm thấy là nó rất là tốt. Còn tốt như thế nào thì thực sự các bạn cùng với tôi, chúng tôi và cùng với mọi người nên tìm hiểu, không nên bỏ lỡ một cái cơ hội này để làm giàu cho bản thân mình và kiếm tiền về cho bản thân mình cũng như đất nước Việt Nam mình. Thực sự là Caravan rất là tuyệt vời. Ông nhà sáng lập là ông chủ Johan von Hostel, là một tỷ phú người Thụy Điển. Ông đã sáng lập ra có 3 công ty đã từng lên sàn chứng khoán Nasdaq. Những công ty của ông là trị giá hàng tỷ đô. Và ông Johan này là sinh ra và lớn lên ở đất nước Thụy Điển, sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Và ông ấy sinh năm 1963. Chính bản thân ông ấy, ông muốn dành cái 20 năm tâm huyết trong cuộc đời của mình để dành cho cái dự án này. Dự án này gọi là cái dự án xóa đói giảm nghèo cho tất cả mọi người trên thế giới. Và cái cộng đồng tham gia vào Caravan này rất rất lớn, phát triển rất là nhanh.
Dự án này mới có 4 tháng thôi, và dự án này mới vào được Việt Nam mới có 4 tháng thì cái dự án này đã thu hút được với cái lượng thành viên tham gia rất là đông đảo. Tính cho đến ngày hôm nay là xem vào khoảng độ 4.500.000 người. Một con số thì có thể là tôi chưa gọi là chính xác, bởi vì là khi công ty mà thống kê chính xác thì là sẽ đăng ở trên trang web của công ty, và những cái trang web rất là uy tín ở trên thế giới. Các bạn có thể là vào xem trong trang chẳng hạn như Business for Home thì Crown luôn đứng thứ 3, thứ 5, thứ 6 là trong những cái top 100 cái công ty mà có uy tín hàng đầu trên thế giới, phát triển rất là nhanh, rất là mạnh. Trên cả cái những cái công ty lâu đời là Amway, rồi là Nu Skin. Những cái công ty đấy thì là người Việt Nam thì nghe thế thì là biết nhiều hơn, đúng không ạ? Là Amway và Nu Skin, còn những công ty khác thì có thể là các bạn không biết. Bởi vì là một số những người mà sử dụng những cái sản phẩm của Nu Skin, của Amway thì đã nắm được rồi. Tôi nói qua như thế để các bạn cũng nên tìm hiểu và cho mình một cái cơ hội cùng phát triển với cả Crown, phát triển cùng với cả cái cộng đồng trên thế giới cũng như người Việt Nam mình, để kiếm tiền về cho bản thân mình, cho đất nước. Cũng muốn chia sẻ tất cả cơ hội này đến với tất cả mọi người. Thực sự là trong cái buổi tiệc ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là phấn khích, rất là năng lượng và rất là vui vẻ cùng tất cả mọi người. Và chúng tôi cũng chúc cho tân giám đốc của chúng ta, anh Ngô Mai Trang, tên giám đốc 1 sao, là và chúc cho cả cộng đồng Crown ngày càng phát triển, ngày càng lớn mạnh để thu được những cái thành công nhất định và nhanh chóng đạt được cái mong muốn như của công ty đề ra năm nay là sẽ có 10 triệu thành viên.